Em Thiện xin chào toàn thể anh chị em yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 thì em Thiện vừa lan xứ Mường có lên một số mặt hàng con giống của Phi Điệp Hòa Bình, của vùng Hòa Bình để gửi tới toàn thể anh chị em yêu Lan trên cả nước sưu tầm. Em rất là mong được toàn thể anh chị em yêu Lan ủng hộ cho em nhé cả nhà nhé. Thì hôm nay thì phiên ngày 20, 30 tháng 9 này em Thiện có mít Văn Sơn, Nữ Hoàng 28, Mắt Đỏ, Gái Nhảy và dòng thân thủ Phi 27 dài 2,5 m nhé các bác nhé. Thì tránh mất thời gian của cả nhà thì em sẽ đi vào từng đơn đầu tiên, thì em sẽ lên cái đơn Gái Nhảy đầu tiên nhé các bác nhé. Đây là một kỳ Gái Nhảy này các bác này, rất là đẹp này, khỏe này, đang đẩy nõn tiếp luôn. Đang đẩy tiếp một cái nõn nữa rất là khỏe nha các bác nhé. Kỳ này rơi khoảng 90 cm đấy các bác, đơn Gái Nhảy này. Thì em mời toàn thể anh chị em cùng xem qua mặt hoa của dòng Gái Nhảy. Đây này các bác này, Gái Nhảy là ngày xưa là đắt ngang với dòng 500 Phú Thọ, rất là đẹp. Khuôn bông thì anh em có thể gánh bầu, môi, mắt, mũi đều rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Khuôn cực kỳ là đẹp ạ. Thì em lên đơn Gái Nhảy này với giá là 1.400k này các bác này, kỳ khỏe đẹp này. Đấy, Gái Nhảy này em có duy nhất một kỳ để gửi tới toàn thể anh chị em hay yêu Lan sưu tầm. Anh em nào mà chốt đơn thì có thể vui lòng gọi điện qua số điện thoại 0974 827 219 giúp em nhé cả nhà nhé. Hoặc là anh em có thể là chốt đơn bao nhiêu anh em có thể comment sẵn ở dưới bài để em Thiện trực tiếp gọi điện lại cho toàn thể các bác ạ. Đấy, em chuyển sang đơn số 2, đó chính là dòng Mắt Đỏ Đông Lai. Đây các bác này, Mắt Đỏ Đông Lai thì chắc anh chị em biết là mặt hoa dòng cánh bầu này rất là đẹp. Mắt đỏ au khi mà được này, có nắng khuôn bông đẹp đấy, anh em thể thấy nếu mà tạo được cả một giò đẹp như này thì đẹp lung linh luôn nhé cả nhà nhé. Mắt Đỏ Đông Lai hôm nay em có kỳ đẹp giá rất là yêu thương, em lên đơn số 2 với giá 250.000 để một kỳ Mắt Đỏ này, ấm chậu này. Đấy, kỳ rất là khỏe đẹp nhé cả nhà nha, lên đơn số 2 cực đẹp luôn đấy, đấy đẹp lung linh luôn là 250.000. Em chuyển sang đơn số 3 cũng là đơn Mắt Đỏ trong cánh bầu của Đông Lai Tân Lạc. Đây như nha, kỳ này khỏe đẹp này. Đấy, rất là đẹp, nõn giờ nó khỏe. Kỳ này em ươm muộn trên khúc thân hơi bé, kỳ bây giờ nó vẫn nhỏ, nên là giá rất là sinh viên đấy anh chị em. Thứ tầm một đơn số 3 này của em là 250.000. Em chuyển sang đơn số 3 là 250.000 nha các bác nhá. Em chuyển sang đơn số 4 này, con này cực đẹp luôn này các bác này. Như con này vẫn còn mắt ngủ được phải. Vẫn còn một mắt ngủ. Mắt nó hơi đi trụ dưới thì à, mắt ngủ này hỏng mất rồi các bạn, bị hỏng mất rồi, không biết là bị chắc là lúc cắt trước bị quẹt vào nó bị sao bay mất cái mắt đấy rồi. Con này nõn khỏe nha các bác nhá, vẫn khỏe, kỳ khỏe đẹp. Đơn số 4 này em bán với giá là 250. Em chuyển sang đơn số 5 này, đơn số 5 con kỳ rất là cứng này và mắt ngủ vẫn còn này. Đấy, mắt ngủ vẫn còn này, kỳ cứng lá này rất là đẹp này. Nõn mở lung linh này, anh em có thể nhìn này. Đơn số 5 này em bán giá là 250.000 nhá, 250 ạ. Em chuyển sang đơn số 6. Đơn số 6 đấy, một kỳ này khỏe đẹp lung linh này, lá dày cộp rồi này. Đơn số 6 này đơn Mắt Đỏ này em bán giá là 250. Và đây thì em chuyển sang hai kỳ đôi kỳ ươm tự nhiên nhé các bạn nhá, kỳ ươm tự nhiên này. Hai kỳ đôi em bán giá là 500. Kỳ thì đẹp không thể nghĩ rồi. Em chuyển sang đơn số 8 này, đơn số 8 thì cũng 500.000 hai kỳ này nha các bác nhé. Và bây giờ em sẽ chuyển sang dòng tiếp theo, đó chính là dòng Nữ Hoàng 28. Nữ Hoàng 28 không? Em hôm nay thì kỳ cực kỳ là khỏe đẹp và ấm chậu đây ạ. Thì em xin mời toàn thể anh chị em cùng ngắm vào cái mặt hoa của dòng Nữ Hoàng 28, là một trong những bông gọi là ông vua của dòng dòng ám Nữ Hoàng 28 thân thủ lên phi 30 31. Lá thì bảng lá đẹp lung linh rồi, thân to, hoa thì đẹp trắng, gần như là không có loại nào có thể là sắc nét hơn cái dòng Nữ Hoàng 28 rồi nữa. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang đơn số 9, kỳ thì hôm nay thì đẹp mê hồn, đẹp lung linh như các bác nhá. Và bây giờ giá thì nói chung là rất là hợp tình hợp lý để cho toàn thể anh chị em yêu Lan trên cả nước sưu tầm rồi. Đơn số 9 này em bán với giá là anh em nhiều con kỳ này. Hôm nay kỳ đẹp rẻ, hôm sau lại không có con đẹp mà khỏe đẹp, khỏe mà rẻ như này đâu nữa cả nhà. Đơn số 9 này của em bán giá 1.600.000 nha các bác nhá, 1.600k. Anh em thể thấy dòng Nữ Hoàng 28 rất là khỏe, cắt có một mẫu chưa đến một phần mà con kỳ lên khỏe như này,
không có giống gì có thể lại được. Mới cái chậu này đầu tiên em định để lại để làm chậu mẹ, nhưng mà để giò to này các bạn này. Nhưng mà bây giờ em đang để được hơn 50 kg, cái loại khoảng 30 phân một con rồi, nên em lại xuất cái lô ươm mới đi đi các bác ạ. Cũng đầu tiên là trong dự định của em trồng cái chậu to này là để ấy, cũng có cả trồng cả than, dự tính là để lại để làm mấy sang năm ấy. Đơn số 10 này em bán giá là 1 triệu 6 nha các bác nha. Kỳ thì đẹp lung linh, hôm nay kỳ nó hoàng, hôm nay 8 nói đẹp nhất trong các hôm, không hôm nào đẹp hơn nữa rồi. Em chuyển sang đơn số 11, tiếp tục một con kỳ nữ hoàng 28, khỏe đẹp lung linh này, 1 triệu 6, đẹp mê hồn nha các bác nha. Đấy, cực đẹp. Em chuyển sang đơn số 12, đấy, kỳ toàn con khỏe như này rồi. Đơn số 12 của em cũng là 1 triệu 6, anh em nói nhanh tay có thể là nhanh tay sẽ được con khỏe hơn, đẹp hơn một tí. Em chuyển sang đơn số 12 anh em nhá, em chuyển sang đơn số 13. Đơn số 13 này thì vẫn còn một mắt ngủ ở bên dưới để cho anh chị em có thể là tận dụng khai thác. Và đơn này em bán giá 1 triệu 6 này, nguyên mắt ngủ để tính vào 500-600 nghìn rồi cả nhà. Đấy, nên anh em sẽ thấy này, 1 triệu 6 này. Đấy, em bán với giá là 1 triệu 6 đơn số 13 nhá. Và bây giờ em sẽ chuyển sang dòng mít Văn Sơn, một trong những dòng vua mít của các loài mít. Đây nha các bác nhá, mít Văn Sơn này anh em biết rồi, giờ đang lá 8 sen, gân guốc thì rất là đẹp. Mặt hoa luôn. Mặt hoa thì đấy, mít Văn Sơn rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Đây này, hoa này, hoa nở bầu mấy ngày, môi tròn này, cánh bay bầu này. Và dòng này đặc biệt là 24 giờ không ngủ nha các bác nhá. Hoa cực kỳ đẹp. Và sáng lá hoa nở tại vườn. Cái kỳ mít Văn Sơn nhỏ nhỏ xinh xinh này em bán với giá là đơn số 14 này. Dòng mít Văn Sơn này em dán giá là 4 triệu nha các bác nhá. Kỳ khỏe đẹp này, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên này, rất là đẹp này, 4 triệu này. Em chuyển sang đơn số 15. Đơn số 15 này em bán với giá 4 triệu này. Kỳ cực kỳ khỏe đẹp lung linh luôn. Không phải suy nghĩ một tí nào luôn. Bắt đầu gân guốc và xanh lét là lẹt rồi. Em chuyển sang đơn số 16. Đơn số 16 này kỳ rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Kỳ tầm khoảng 4 sen. Tầm khoảng 4 sen các bạn. Đơn số 16 này em bán giá là 4.000k. Và em chuyển sang đơn số 17 này. Đây các bạn này, đơn số 17 này. Kỳ khỏe đẹp này, gân guốc này, rất là đẹp này. Đơn số 17 này em bán giá là 4 triệu này. Cực đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ chuyển sang dòng mít Phong Vũ nha các bạn nhá. Mít Phong Vũ thì anh em biết rồi, không những đẹp mà còn rất đẹp, thân lá và hoa đều rất đẹp. Và hôm rồi em đã quay cho anh chị em xem cái giò 52 là đang lên kẻ phát tài rồi, đẹp lung linh rồi. Mặt hoa đây nha các bác nhá, hoa bầu đẹp, mắt đỏ này, môi tròn này, rất là đẹp. Anh em thể nhìn dòng mít Phong Vũ này thì những con mà nổi trội hơn, lá đẹp hơn ở vườn em thì em đã bán khá là nhiều rồi. Đây còn một số con lá kiểu ươm sau nó hơi cớm một tí thì em bán giá hợp lý nhất cho anh chị em sưu tầm. Đó chính như đơn số 18 này em bán giá là 400k cho dòng mít Phong Vũ này nha các bác nha, 400.000 ạ. Em chuyển sang đơn số 19. Đơn số 19 này kỳ mít Phong Vũ khỏe đẹp này, vẫn còn mắt ngủ này, kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Đơn số 19 này em bán với giá là 500. Em chuyển sang đơn số 20. Đơn mít Phong Vũ này các bác này. Đấy, kỳ đẹp gần guốc bóng này, đơn số 20 này 550.000. Nha các bác nha. 550.000 vẫn còn một mắt nhú nhú đây này, đang lên bẻ lá này, đẹp lung linh luôn đồng mít Phong Vũ. Em chuyển sang đơn số 21. Kỳ khỏe đẹp, ấm chậu kỳ này tầm khoảng hơn 10 sen rồi nha các bác nhá. Hơn 10 sen rồi em bán đơn số 21 này với giá là 550.000. Và bây giờ em sẽ bán ra dòng thân thủ mà không phải nói là to mà rất là to và dài nha các bác nhá. Mà giá thì rất là yêu thương, anh em có thể nhìn đấy. Em đây là cái cây gậy mà em cầm mà giơ lên, anh em có thể nhìn này. Đây là người 1m6 này và giơ cái chậu lên tít trên cái đỉnh chậu nữa. Cho nên là dòng này của em là 2,5m. Mà thân thì có thể là anh em có thể chăm lên phi 26, 27 là chuyện quá bình thường. Đây các bác nhìn này. Đây này. Đấy anh em nhìn đốt thân thủ nha các bác nhá. Thân thủ to, dòng dài 2,5m này. Em bán cho anh em đơn số 22 này với giá là 300.000 này. 300.000 này. Anh em nhìn khúc thân này to, khỏe lung linh luôn này. Đấy, rất là to. Em chuyển sang đơn số 23. Cũng cái dòng dài 2,5m đấy, thân thủ.
của Hòa Bình đấy, đơn này dài 20 cm này, anh em thấy chưa, dòng này nó dài, nên giờ nó dài luôn, nhìn đốt dài này, thân to này. Đấy, anh em nhìn ngón tay cái em thân to, ngón tay cái rất nhiều, một bắp vỏ nha cả nhà nhé. Đơn số 23 này của em bán với giá là 350.000. Em chuyển sang đơn số 24, dòng thân dài này 2,5 m, con này khoảng 25 cm, 24-25 cm, thân thủ thì to lộc ngọc rồi. Em bán với giá là 350.000 nha các bác nhé, cho đơn số 24 này nha. Vậy em chuyển sang đơn số 25, cũng chính là đơn cuối cùng của ngày hôm nay, cái dòng thân dài 2,5 m này, em bán giá là 350.000 này, ghi tầm khoảng 25 cm này, khỏe đẹp lung linh này, rất là khỏe nha các bác. Dòng này vươn là đi ngọn xuyên năm, xuyên khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi các bác ạ. Nên anh em có tự tin nuôi dòng này là lên khoảng 2,5 m, rất là dài, để mới có những cái giò khoảng chục ngọn mà dài như vậy mà chấn vườn thì tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Thì anh chị em hôm nay chốt đơn ủng hộ cho em Thiện thì cả nhà vui lòng liên hệ qua cho em qua số điện thoại này 0974 827 219 nha các bác nhé. Zalo vườn lan xứ Mường của em cũng bằng số này luôn ạ, cũng bằng cái số điện thoại này luôn, hoặc là anh em có thể là comment ở bên dưới bài giúp em để em có thể là trực tiếp gọi điện lại để chốt đơn cho cả nhà. Em rất là cảm ơn toàn thể anh chị em đã ủng hộ em nhé. Em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.